Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì là mình mới phát hiện một vật thể siêu nhiên, đó chính là một con, what the hell, đó chính là con Megahorn các bạn. Đây, thôi xong rồi. Đây là con Megahorn, đó chính là con thủ lĩnh của Sanderhead. Nó là con đầu đàn nha các bạn nhé. Ok, thì là mặc dù nó là thủ lĩnh của Sanderhead nhưng mà nó sử dụng... Ôi, nó kêu to vãi trưởng à, chắc mình không được nghe cái âm thanh này, mình phải vào nhà ngay lập tức. Mở cửa ra, trời đất ơi. Ok, may là mình vào nhà kịp, không nó sẽ hút mình vào các bạn nhé. Cái sóng xung kích mà nó vừa thổi ra từ cái mõm của nó ấy, nó sẽ hút mình vào mồm của nó và nó ăn thịt. What the hell các bạn, không ổn rồi. Ở ngoài bây giờ đang rất nguy hiểm luôn. Thì là các bạn biết không, chạy. Ui, nó đây rồi. What the hell các bạn. Thì vừa nãy mình cái câu chuyện vừa rồi là nó con thủ lĩnh của Sanderhead ấy, thì quỷ đầu loa, nó là cái con là chuyên gia ăn thịt quỷ đầu loa để nó kiểu như tăng sức mạnh như các bạn nhé. Tức là ấy, khi mà con mẹ đẻ quỷ đầu loa, con Megaphone nó đẻ ra quỷ đầu loa, thì là cái con Megahorn này nó sẽ tìm đến và nó sẽ ăn thịt Sanderhead để nó tăng sức mạnh lên. Mạnh ủa rồi xong phải chưa ạ? Bây giờ phải làm cách nào để có thể tiêu diệt nó bây giờ nhỉ? Mình nghĩ là chỉ có những khẩu súng canon này. Đây, mình sẽ lấy khung súng thần công này, mình tỉa nó. À, nó đến rồi. Mạnh. Mình cố gắng tấn công vào. Ôi, nó trâu lắm. Mạnh chết. Ủa rồi, bạn thấy chưa? Nó ăn thịt mình các bạn ạ. Được rồi anh em, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng khẩu canon này. Chỉ có khẩu canon mới thể giúp ích được mình. Bắn liên tục vào người nó. Hy vọng nó sẽ chết. Nó đang bị tụt máu dần rồi anh em ạ. Các bạn thấy chưa? Cái thanh máu của nó đang tụt dần rồi. Chết rồi, chết súng rồi, chết đạn rồi các bạn ơi, cố gắng tiêu diệt nó sắp đi rồi. Từ từ chui vào trong nhà an toàn. Đây, mình sẽ vào cái nhà an toàn này. Đây rồi, vào cái cổng thành này. Ok, may quá. Ui, nó treo được cả vào luôn. Rồi xong, nó treo được cả vào, nó cắn chết mình các bạn ạ. Ok, như vậy là mình đã hồi rồi nhá. Tiếp tục bắn nó. Hình như là con Megahorn này nó có chế độ tự động hồi phục máu đấy, cho nên chúng ta phải bắn nó thật nhanh các bạn ơi. Rồi xong, tiêu diệt thật nhanh nha, không mà nó sẽ hồi máu là mình chết. Mình không chắc là còn đội quân săn hết hay không, bởi vì là nếu như mà có săn hết, có con Megahorn này, con thủ lĩnh của săn hết ấy, chắc chắn là sẽ có cái bọn săn hết, chắc chắn luôn các bạn. Chết, nó sắp đi rồi nhé, cố gắng đấy. Từ từ, thua. Đây, chúng mày. Ủa ơi, chết đạn rồi. Thay đạn nhanh nhanh anh em ơi. Mày. Rồi, mình đang bắn nó cho nên là mình sẽ hạn chế cái tốc độ di chuyển của nó các bạn ạ. Nó bị trúng sát thương cho nên là nó đau, cho nên là nó không thể tấn công được mình. Nó không hút được mình vào được nữa rồi các bạn ơi. Bây giờ đang bắt mình từ từ phải chết rồi. Chết rồi. Trốn. Ui, what the hell. Ui, nó đạp mình phát. Ghê vãi, trưởng đóng cửa vào nhanh. Giờ bây giờ mình... Ôi, nó đập vỡ cửa mình luôn rồi. À đây. Từ bây giờ mình sẽ lấy một loại súng. Có thể nó đã sát thương, nó phải khỏe một tí các bạn nhé. Đây rồi, đây chính là loại súng này mình đang cần. Rồi ok, tiến lên. Đâu rồi, mày. Bắt nó. Khó quá các bạn ạ. Nó khỏe quá. Mình đang bắn sát thương người nó cho nên là cái sóng xung kích của nó không thể hút được mình vào được. Ủa, nó quạt mình các bạn ạ. Rồi xong rồi, nó tàn chết rồi. Ok, từ chúng ta sẽ lấy một loại súng cái quả khẩu canon của mình ấy. Rồi ok, vừa lên tiếng gì kêu vậy. Mày chết được không? Ủa, trâu lắm anh em ạ. Rất là trâu luôn. Xả củ hơi nó sắp đi rồi. Ủa, what the hell. Được. Đâu rồi? Đây, rút khỏi ra. Rồi hết rồi. Rồi, hết rồi. Đây rồi. Bắt đi rồi anh em, cố gắng lên. Căn bản ở đây của ăn thịt rồi. Ai ôi, đau à. Lấy súng khác ra. Tỉa nó. Không được rồi anh em ơi, không được rồi, nó đang hồi máu rồi. What the hell, lại chết tiếp. Từ, họ, phải. Đây. Mày chết này con. Đi luôn rồi.
Như vậy nó còn bị ít máu cho nên là mình đã sử dụng súng này mình tỉa nó phát rồi đi luôn rồi các bạn nhé. Ok, như vậy là an toàn rồi. Bây giờ không biết là con quỷ đầu loa nó có xuất hiện ở quanh đây không. Không biết còn không ta. Ủa ơi, nó đến rồi. Nó đến rồi anh em ơi, nó đến rồi. Mày chết. Ủa chưa 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 chưa, chạy chạy. Từ từ. Ủa ơi, what the hell. Mày. Mày chết. Mày. Mày. Ủa ơi, trông lắm các bạn ạ. Chạy 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 chạy. Rồi xong rồi. Có hai con anh em ơi, một con sai blood nữa kìa. Không ổn rồi anh em, không ổn rồi. Không ổn, không ổn. Không ổn. Không ổn rồi anh em ạ, mình chết rồi. Nó thè lưỡi ra mà cắn chết mình luôn. Mày, mày. Ôi ơi. Trâu nhỉ. Từ từ, bây giờ mình phải đợi cho nó di chuyển đã. Ok, mình phải đợi nó đi đã. Ok, rồi rồi, nó chạy rồi, nó chạy rồi. Nó chạy, nó trèo lên mái nhà như con nhện luôn. Đây rồi, đây rồi. Mày, chết. Mày, 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 mày. Chạy, chạy rồi. Nó chạy rồi anh em ạ. Nó chạy rồi. Mất, ở đây, 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 đây. Ủa, what the hell. Mày chết, ôi rồi ôi. Vãi trưởng ạ. Ok bạn, còn con này nữa, còn con này nữa. Rồi mày ra đây. Mày ra đây. Yeah. Nó đi rồi. Nó xong rồi các bạn ơi. Như vậy là mình đã tiêu diệt được sao này hết rồi. Nhưng mà không chắc rằng nó còn con khác không các bạn ơi. Ui. Chết rồi. Megaphone xuất hiện rồi. Mẹ đẻ quỷ đấu loa. Holy shit. Nó là con mẹ đẻ quỷ đấu loa. Nó hút mình lên. Vai trưởng ạ, nó đâu rồi. Nó vừa xuất hiện đây xong mà. Nó vừa đây mà. Ôi, nó đâu nhỉ? Ui, nó đây rồi anh em ơi. Nó đây này. Nó đứng sừng sững ở đây này các bạn này. Mày chết cái con. Đó chính là con megaphone anh em ạ. Đó chính là con megaphone đấy, không phải đơn giản đâu. Không đơn giản đâu. Ui. Ui. Ui, con quỷ các bạn ơi. Con quỷ lửa các bạn ơi, con Titan. Quỷ lửa, đánh đuổi nó. Phải đánh đuổi nó ra khỏi đây. Ui, nó đây này, nó đây này. Bắt đầu theo. Vai trưởng ạ, nó con quỷ lửa anh em ạ. Tấn công nó. Ô, cái con quỷ lửa này nó là trọng đội quân của sao này hết à. Ô, nó đâu rồi. Nó làm nhà mình cháy hết rồi. What the hell. Vai trưởng ạ. Con quỷ lửa này nó ở đâu rồi. Động đất rồi anh em ạ. Động đất, động đất, động đất, động đất từ từ. Ui, nó đang ở trong làn khói sương mờ các bạn ạ. Không thể phát hiện ra nó đâu. Mình sẽ sử dụng quả cầu ánh sáng này để mình truy tìm dấu vết của nó. Đây này, những cái sóng xung kích này sẽ truy tìm của nó nhưng không thấy nó đâu cả các bạn ạ, mất tích rồi. Không có các bạn nhé. Không có các bạn ạ, nó đang ở đâu đây? Động đất các bạn ạ. Ghê thật. Thật sự rất. Ui, nó đây rồi, nó đây rồi, nó đây rồi, nó đây rồi anh em ơi. Quỷ lửa. Vãi trưởng ạ, ơi, ơi, từ từ. Ê, từ từ, từ từ. Ôi, nó đâu rồi? Nó xuất hiện, nó vừa xuất hiện đây mà. Ôi, ôi, mày chết, ôi, what the hell. Mày chết. What the hell, nó tàng hình anh em ạ. Con quái vật này nó tàng hình các bạn ơi. Từ, từ ở đây. Đây đúng không? Đúng chỗ này đúng không? Đúng chỗ này hay sao ấy? Từ từ, từ từ. Có biểu hiện sát thương này anh em. Cái chỗ này có biểu hiện sát thương này, hình như là nó ở đây sao ấy. Bắn nó. Bắt đầu nha. Nó là tàng hình rồi anh em ạ. Mình không chắc nó đang đứng ở vị trí nào luôn. Không có ở đây, không có ở đây, không có ở đây, nguy hiểm quá. Ủa nó đây rồi, nó đây rồi, nó đây rồi. Nó đây rồi, nó to vãi. Mày chết cái con luôn rồi, một con nữa. Còn con nào nữa không nhỉ? Ui, nó đây là một con nữa anh em ơi, một con nữa này. Không. Ủa, nó đứng im luôn này, từ từ. Nó đen xì luôn quá nè. Ui, mình bắn vào nó là nó trở thành thành dung nham nham thạch luôn này anh em ơi. Nó bốc hơi này. Thử bắn quả cầu vào người, ô hết đạn rồi. Ui, bắn vào người nó sẽ bị đỏ nòm này anh em. Từ từ, từ ok, từ từ, bây giờ mình sẽ bắn thôi. Rồi. Nó bị tiêu hủy rồi anh em ạ. Vãi trưởng ạ, con này là con Hexapon Giant. Con quỷ lửa anh em ạ. Vẫn còn một con quỷ lửa nữa rồi. Nó đang ẩn nấp ở đây này. Nó đang làm cái vùng đất này mình đang rung chuyển đây các bạn ạ. Bọn khổng lồ hôm nay tấn công mình các bạn nhé. Sợ luôn. Ui. Chết rồi. Chết rồi ở phía. Ui, rồng các bạn ơi, là rồng long đầu anh em ạ. Từ từ. Mày chết. Ui, nó trèo lên cái cung thành của mình luôn. Vãi trưởng ạ, nó rồng long đầu anh em ơi. Kinh thật. Chạy.
Ui, nó phun lửa anh em ơi, nó phun độc này. Ui, con này con rắn đấy, sao con rồng đấy. Vãi trưởng à, chạy. Mình đang đùa nó một tí các bạn ạ. Thực sự là mình có thể giết được nó, nhưng mà từ từ anh em nhé, để xem nó là chủng loại gì và tại sao ngày hôm nay bọn quái vật nó tìm đến mình rất là nhiều như vậy luôn. Tại sao nó tìm đến mình rất nhiều như vậy? Phải chăng là cái khu rừng này, cái khu rừng này đã bị những cái kiểu như là cái hàng rào ấy, những cái kiểu như là những cái hàng rào rất là cao nó đã bị vỡ hay sao ấy mà khiến cho bọn quái vật này nó đã xâm chiếm được vào cái ngôi làng này của mình các bạn ạ. Thật sự nó rất khó hiểu luôn. Bây giờ mình sẽ kết liễu nó. Ui rồi. Rồi nó đi rồi các bạn. Xong nhá. Thì là bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem là tại sao là cái khu vực này nó lại quá nhiều quái vật như vậy. Và ở trong cái khu rừng này nó còn quái vật hay không các bạn nhá. Ok, mình nghĩ là mình sẽ kết thúc cái video đây đây. Cảm ơn tất cả các bạn xem clip này và hẹn gặp lại tất cả các bạn clip sau. Các bạn nhớ nút quả chuông và đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Bye bye.